Sáng ngày 10 tháng 2, tại kiosk chứa vật dụng buôn bán hải sản trong cảng cá Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, xảy ra đám cháy lớn, khiến một người tử vong, một người nhập viện cấp cứu. Công an tỉnh Bình Định đã huy động 7 phương tiện cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn. Đám cháy xảy ra ở kiosk số 8 do bà Phan Thị Phong, sinh năm 1969 làm chủ, ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn quản lý. Lực lượng chữa cháy đã giải cứu được hai thanh niên mắc kẹt trong vụ cháy. Cả hai đều nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau đó một người đã tử vong. Danh tính hai nạn nhân gồm C, sinh năm 1996, ở phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, đã tử vong. H, sinh năm 2000, ở tỉnh Kon Tum, hiện đang nhập viện. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra đám cháy, trong kiosk có 3 thanh niên vừa bán cá thâu đêm đang nghỉ ngơi. Trong đó, một người đã phát hiện ngọn lửa từ phía ngoài nên chạy thoát ra ngoài, còn hai người còn lại trong kiosk do không có đường thoát cửa sau nên không thoát được. Kiosk số 8 xây dựng theo dạng hình ống hợp, không có lối thoát phía sau.